Xin chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Như mang DNA loài khỉ, lãnh đạo đảng đu dây thuần thoát giữa Mỹ và Tàu Hiện nay, Việt Nam đã có 5 mối quan hệ quốc tế được nâng lên tầm đối tác chiến lược toàn diện Có thể kể ra như với Nga từ năm 2021, với Ấn Độ từ năm 2007, với Trung Quốc từ 2008 và với Hàn Quốc 2009 và với Mỹ là 2023 trong đó người ta chú ý mối quan hệ giữa Việt Nam với hai cường quốc mạnh nhất hiện nay đấy là mỹ và trung quốc thắt chặt quan hệ với mỹ vì kinh tế chứ không vì chính trị giáo dục an ninh và nhân quyền đối tác chiến lược toàn diện hay còn gọi là đối tác hợp tác chiến lược toàn diện tức là hai hay nhiều bên xác định gắn bó lợi ích lâu dài hỗ trợ lẫn nhau thúc đẩy sự hợp tác sâu rộng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực mà các bên cùng có lợi trong bản tuyên bố chung giữa mỹ và việt nam có đề cập đến rất nhiều lĩnh vực hợp tác như chính trị ngoại giao kinh tế thương mại đầu tư hợp tác số khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo hợp tác giáo dục đào tạo hợp tác về khí hậu năng lượng môi trường và y tế hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh văn hóa giao lưu nhân dân thể thao du lịch quốc phòng an ninh thúc đẩy bảo vệ quyền con người phối hợp về các vấn đề khu vực và quốc tế đúng là hợp tác về rất nhiều mặt tuy nhiên không khó để nhận ra có những lĩnh vực mà đảng cộng sản đã ký nhưng sẽ không bao giờ thay đổi đó là quan hệ chính trị ngoại giao giáo dục đào tạo quốc phòng an ninh thúc đẩy và bảo vệ quyền con người về chính trị thì nay mỹ đã chấp nhận sự khác biệt thể chế nghĩa là về chính trị việt nam đã và đang sẽ ngả về trung quốc đây là vấn đề mấu chốt bởi chính trị mà gần Mỹ thì không an toàn cho đảng, nên đảng sẽ không bao giờ chấp nhận. Còn gần Trung Quốc thì an toàn cho đảng, nhưng không thể vực dậy nền kinh tế đang kiệt quệ vì bản thân Trung Quốc cũng đang suy thoái trầm trọng. Về mặt giáo dục thì Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ nói là hợp tác, nhưng họ sẽ không thay đổi giáo dục theo chiều hướng tự do tiến bộ như Mỹ. Bởi mới đây, cụ thể là ngày 18 tháng 8 vừa qua, ông tô lâm chồng thứ trưởng lương tam quang làm việc với giáo dục và ra thông tư liên tịch để mà ngăn cản học sinh sinh viên tiếp cận với giáo dục nước ngoài vì có nguy cơ chuyển biến về tư tưởng thắt chặt quan hệ với trung quốc đảm bảo cho đảng cộng sản việt nam được trụ trên ngai vàng của mình mặc dần khó khăn đói khổ về quốc phòng an ninh thì việt nam không dám gần mỹ Mặc dù những năm gần đây tàu sân bay Mỹ có ghé Việt Nam nhưng đấy chỉ là ghé xã giao, không hợp tác sâu rộng với Mỹ. Bởi trong sách trắng quốc phòng Việt Nam đã thể hiện rõ sự cự tuyệt với Mỹ bằng chính sách 40 như không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống phá nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực để đe dọa, sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Đây được xem là chính sách giúp Trung Quốc an tâm bởi Mỹ không thể xích lại gần hơn với Việt Nam về mặt quân sự. Về phương diện thúc đẩy và bảo vệ quyền con người thì quả thật nhân quyền của Việt Nam ngày càng tồi tệ. Tù nhân lương tâm ngày một nhiều, manh động đến mức tô lâm, còn cho người sang tận Thái Lan để bắt cóc người mang về nước bỏ tù không chỉ một lần. Đàn áp nhân quyền là công cụ để bảo vệ chế độ Đảng Cộng sản nên không bao giờ đảng cải thiện mà ngược lại họ ngày một mạnh tay hơn. Việc ký tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ chẳng qua là để khai thác thị trường Mỹ. Vào năm 2022, thị trường Mỹ mang lại cho Việt Nam gần 95 tỷ đô la qua trao đổi thương mại. Nhưng thị trường Trung Quốc lại hút của Việt Nam trên 60 tỷ đô la. Không đủ Mỹ thì sẽ bị tàu hút cạn tiền, lúc đó nền kinh tế Việt Nam sớm tàn nát cách gọi của Đảng Cộng sản với chính sách sách đu dây. Việc đu dây giữa Mỹ và Trung Quốc là chính sách nhất quán mà Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra và thống nhất thực hiện. Họ gọi là ngoại giao cây tre, ý là uyển chuyển như cây tre. Tuy nhiên, người dân dùng từ đu dây là chính xác hơn. Có ý kiến nhận xét rằng Đảng Cộng sản có DNA là cái gen của loài khỉ, không thể bỏ cái bản chất đu dây ra khỏi con người của họ được họ phải đu bởi Mỹ đảm bảo cho họ về kinh tế, còn Trung Quốc thì đã đảm bảo cho họ về mặt chính trị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Như mang DNA của Lạch Khỉ, lãnh đạo đảng đu dây thoăn thoát giữa Mỹ và Trung Quốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bác bà xạo với dân tộc, giờ lớp hậu sinh lại đem lời bác ra bốc phét với toàn dân. Tối ngày 10 tháng 9 trong buổi hội đàm với Tổng thống Mỹ Biden, ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang hiện thực hóa nguyện vọng của Hồ Chí Minh ông trọng nói rằng việt nam thúc đẩy quan hệ với hoa kỳ và các đối tác quốc tế khác theo tinh thần chủ tịch hồ chí minh đã nêu rõ sau khi việt nam giành được độc lập là việt nam làm bạn với tất cả các nước đối với hoa kỳ chủ tịch hồ chí minh khẳng định nền độc lập hoàn toàn của việt nam và việt nam sẵn sàng hợp tác đầy đủ với hoa kỳ nền độc lập và hợp tác đó có lợi cho toàn thế giới đây là ý đồ đảng cộng sản đề ra mục đích là đánh bóng về tư tưởng vượt thời đại của ông Hồ Chí Minh. Bước trước đó hai ngày, tờ báo Dân Chí có bài viết Tổng thống Biden thăm Việt Nam, một cột mốc hiện thực hóa mong muốn của bác Hồ. Bài báo này dẫn lời lãnh đạo Bộ Ngoại giao cho biết chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Biden là cột mốc để hiện thực hóa mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu trong bức thư gửi Tổng thống Mỹ Henry Truman vào năm 1946 trả lời báo chí thứ trưởng bộ ngoại giao hà kim ngọc nói rằng chuyến thăm của tổng thống mỹ biden đến việt nam trong vài ngày tới là một chuyến thăm rất đặc biệt cũng theo ông thứ trưởng của bộ ngoại giao việt nam đây là lần đầu tiên một tổng thống mỹ đến thăm cấp nhà nước theo lời mời của tổng bí thư đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng người ta vẫn thường chia sẻ câu đừng nghe những gì cộng sản nói nếu ông Hồ Chí Minh mong muốn kết giao với Mỹ thời Tổng thống Mỹ Henry Truman là thật thì ngay sau đó ông đã đem hàng triệu sinh mạng của Việt Nam nướng vào lò lửa chiến tranh năm 1954 đến năm 1975. Điều này đã phủ định ý muốn của chính ông vào năm 1946. Chính ông Lê Duẩn, bí thư thứ nhất Trung ương Đảng, tức là Tổng bí thư theo chức danh hiện nay đã từng nói rằng ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc. Như vậy rõ ràng khi đứng giữa hai ngọn lửa bắt tay với Mỹ để tốt cho dân tộc và làm tay sai cho Nga và Tàu, thì ông Hồ Chí Minh đã chọn phương án thứ hai, đó là làm tay sai cho Nga và Tàu. Như vậy, chính hành động của Hồ Chí Minh đã phủ định lại nội dung lá thư mà ông đã viết cho Tổng thống Mỹ Henry Truman trước đó. Trong trường hợp này, lấy lời ông Nguyễn Văn Thiệu nói rằng đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm mà áp dụng với ông Hồ Chí Minh thì không sai tí nào. Nói theo ngôn ngữ bình dân của người miền Nam là bác Hồ đã ba xạo với cả dân tộc. Hãy cùng nhìn những gì mà Cộng sản Việt Nam làm. Kết nối với Mỹ, mục đích của Đảng chỉ là cứu lên nền kinh tế vào năm 1986. Sau 11 năm, Cộng sản cai trị toàn lãnh thổ. Người dân Việt Nam đói rách và không thua gì thời kỳ năm 1945. Vứt bỏ nền kinh tế bao cấp là giải pháp cứu Đảng Cộng sản Việt Nam chứ không phải cứu dân vì đảng sợ cùng tắc biến. Rồi sau đó là kết nối với cựu thủ Mỹ chỉ vì mục đích kinh tế. Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam kiếm khoảng 50 tỷ đô la Mỹ mỗi năm khi làm ăn với Mỹ, trong khi đó giữa Việt Nam và Mỹ chưa có hiệp định thương mại tự do FTA nào cả. Cho nên, con số 50 tỷ đô la xuất siêu sang thị trường Mỹ khá mong manh. Nếu một ngày đẹp trời, Mỹ chỉ cần đóng hờ cửa nhập khẩu hàng của Việt Nam là thì nền kinh tế Việt Nam sẽ rất khó trụ nổi. Bởi nền kinh tế Việt Nam đang thẳng dư thương mại với Mỹ rất lớn. Nói một cách dân dã thì Đảng Cộng sản bắt tay với Mỹ là để kiếm tiền. Đấy chỉ mới là về thẳng dư thương mại. Còn về kiều hối thì kiều hối từ Mỹ đưa về Việt Nam chiếm phần lớn nhất trong miếng bánh kiều hối mà Việt Nam nhận được mỗi năm. Bởi vậy, quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam bao lâu nay cũng chỉ là giúp ích cho kinh tế là chính, còn về chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn gần Trung Quốc hơn. Lớp hậu sinh thì lấy lời bác ra mà bốc phét. Việc nâng cấp quan hệ với Mỹ được đánh giá là Đảng Cộng sản đi thêm một bước nữa để việc làm ăn với Mỹ tốt hơn mà thôi. Dù nâng cấp quan hệ thì Đảng Cộng sản cũng không dám tách rời khỏi quỹ đạo của Trung Quốc. Chẳng phải trước khi tiếp Tổng thống Mỹ Biden thì ngày 5 tháng 9 ông Trọng đã tiếp Lưu Kiến Siêu là trưởng ban đối ngoại trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đấy là thông điệp rất rõ ràng cho Đảng Cộng sản sẽ không theo lời bác trong thư gửi ông Tổng thống Harry Truman mà theo ý bác là làm nô lệ cho tàu như thời ông Lê Duẩn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của bản tin hôm nay với bản tin Bác Ba Sạo với dân tộc, giờ lớp hậu sinh lại đem lời bác ra bốc phép với toàn dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề.